Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Bất động sản niềm tin hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị về một trong những cái giá trị đầu tư về bất động sản ở tại mảnh đất Thái Nguyên, đặc biệt là ở Phổ Yên. Chúng ta vừa thấy trong cái quá trình đầu tư bất động sản thì quý vị thấy được rằng là Phổ Yên là một trong những cái nơi mà được rất nhiều các nhà đầu tư đã đổ về đầu tư ở Phổ Yên. Phổ Yên là một trong những cái vị trí rất là đặc địa, vừa có khu công nghiệp, vừa có cụm công nghiệp. Hai nữa là Phổ Yên thì chuẩn bị như cái vừa rồi là lên thành phố, và đến bây giờ thì cũng đã có quyết định lên thành phố của Phổ Yên rồi. Thế thì cái giá trị mà chúng ta thấy được rằng là một cái cơn sốt đất nó hoành hành ở khắp mọi đất nước của Việt Nam, thì chúng ta đều thấy được rằng là ở đâu cũng thấy cò đất, ở đâu cũng thấy bán đất, đúng không ạ? Từ những cái đất đẹp ở vị trí kinh doanh được, đến những cái vị trí đất chỉ để trồng rau, trồng cỏ thôi, nhưng mà cũng đã được mua bán, giao dịch rất là nhộn nhịp, đúng không ạ? Thế thì cái giai đoạn để chúng ta thấy được rằng là giai đoạn đầu tư vào bất động sản thì từ trước đến nay, bao nhiêu năm nay, nó đều là một trong những cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Và cái chu kỳ đó nó cứ lặp đi lặp lại. Đầu tiên là nói đến cái giai đoạn phục hồi, sau đó nói đến giai đoạn tăng trưởng, 3 là giai đoạn bong bóng, 4 là giai đoạn suy thoái, và 5 là giai đoạn đóng băng. Thế chúng ta nắm được cơ bản về các cái giai đoạn thì chúng ta sẽ đầu tư một cách bài bản, và chúng ta sẽ đạt được cái đỉnh cao của đầu tư bất động sản. Nhiều người không nắm được về cái kiến thức đầu tư bất động sản, cứ nghĩ rằng là đất nó sốt, đất nó lên thì tất cả mọi thứ nó đều phải lên, chứ nó không thể nào xuống được, đúng không ạ? Thế nhưng quý vị cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng trong cái thời điểm hiện nay. Năm ngoái thì đất nó cứ bùng phát, nó cứ cháy bỏng lên, nhưng đến năm nay thì quý vị thấy rằng là cái lượng người mua, thị trường bây giờ người ta đi ngủ hết rồi, gần như là đi ngủ hết. Tự nhiên nó lại như vậy, đúng không ạ? Nhưng quý vị đâu có định hướng được trước là lý do tại sao người ta đi ngủ. Thứ nhất là chúng ta thấy được rằng là một cái sự tăng trưởng của bất động sản vừa qua nó tăng liên tục trong vòng 2 năm. Quý vị thừa biết rằng là nếu như sự tăng trưởng trong vòng 2 năm là một cái chu kỳ khá là dài. Bình thường cái chu kỳ tăng trưởng của nó, nếu như để mà cơn sốt nhẹ thì năm nào cũng có, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái chu kỳ tăng gọi là tăng đột biến ấy, như 2 năm vừa qua ấy, thì không phải đơn giản, đúng không ạ? Từ những cái lô đất 300-400 triệu mà đến bây giờ nó lên tới tỷ mấy rồi, đúng không ạ? Thì quý vị thấy được rằng là trong một cái chu kỳ mà đất nó tăng trưởng khủng khiếp đến như vậy, và đến một cái ngưỡng, tức là người ta nói đó là một cái ngưỡng bong bóng, tức là cái ngưỡng lên tới đỉnh cao của đất, mà trong khi chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ rằng là nó vẫn còn lên nữa, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không nhìn được về cái chân lý thực của nó. Cái giá trị thực là cái giá như thế nào mà chúng ta không nắm được thì chúng ta làm sao đi đầu tư bất động sản được, đúng không ạ? Bởi vì là trong cái chu kỳ đầu tư bất động sản thì chúng ta không biết điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm giữa, điểm nào là điểm cuối, đúng không ạ? Và bây giờ những người nào đã trải qua trong cái quá trình đầu tư liên tục thắng như vậy thì người ta sẽ nghĩ rằng là người ta kiếm được đồng tiền nó quá dễ dàng. Người ta lao vào đồng tiền, người ta thu hút được cái lợi nhuận về nhà nó quá nhiều, và người ta không biết trời đất nó là gì, cứ miễn là đầu tư là thắng. Bởi vì trong cái chu kỳ đầu tư người ta đầu tư thắng liên tục như vậy thì người ta nghĩ rằng là sẽ không bao giờ có thua, đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ thì quý vị sẽ thấy được một cơn thịnh lộ nó sẽ phải lộ ra. Đó chính là một cái thị trường đất tới đây nó sẽ chững lại, và tất cả những nhà đầu tư quá sâu, đầu tư quá mạo hiểm thì sẽ bị gãy cánh, và sẽ lại nhường chỗ lên ngôi cho các cái nhà đầu tư tiếp theo. Điều đó là một cái điều mà chu kỳ đầu tư bất động sản
nó lặp đi lặp lại hàng bao nhiêu đời nay rồi. Đấy. Chu kỳ bong bóng là một cái chu kỳ mà chúng ta thấy là rằng nó lên tới đỉnh điểm, ngưỡng rất là cao. Những cái lô đất ở trong làng không có giá trị gì nhiều, ngoài cái việc là trồng cỏ, ngoài cái việc là trồng rau, đúng không ạ? Thế nhưng nó cũng lên tới 5-6 triệu một mét. Rồi thì có những cái chỗ lên tới 7-8 triệu một mét. Mặc dù là nó không có cái giá trị nhiều. Bởi vì quý vị thấy được rằng là hiện nay quý vị bây giờ có những cái lô đất mà quý vị bảo là xây nhà trọ ở trong vùng nông thôn đấy thì không ai người ta thuê. Rồi thì mở quán bán hàng thì cũng không ai người ta bán được. Đúng không ạ? Mà giá đất thì nó lại lên đến vài triệu, 5 6 triệu, 7 8 triệu một mét. Thì đó là cái giá trị ảo. Mà tất cả mọi người cứ đổ xô lao vào mua bán mà không nhìn thấy cái vũng lầy ở trước mặt. Và đến bây giờ thì chắc hẳn là quý vị sẽ ngộ ra được. Sau cái clip này của tôi, chỉ trong vòng 1 tháng nữa thôi là quý vị sẽ ngộ ra những cái điểm chết. Những cái điểm chết đó là những cái điểm đầu tiên mà chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị thấy. Tất cả những cái đất ở trong nông thôn, vùng sâu vùng xa sẽ là những cái điểm chết trước. Điểm đấy sẽ gãy cánh đầu tiên. Thứ nhất là sẽ không bán được. Thứ hai nữa là sẽ tụt dốc. Đang mua 5 6 triệu thì nó sẽ xuống xuống giá. Đấy. Nếu như chúng ta nhìn thấy cái điểm đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nhiều nhà đầu tư đã tháo chạy, đã từng coi như thế là giao bán và đã từng có những cái ý định là bỏ cuộc, mà chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi cũng đã thấy rất nhiều các cái người đi đầu tư vào cái đất nông thôn vừa rồi này đã thấy cái thị trường nó bất động bất an, một cái là người ta bỏ cọc. Đấy. Thà rằng người ta bỏ 50 triệu còn hơn là sau nay mai người ta bỏ đi hàng tỷ đồng. Thế thì cái điểm chết thứ hai về bất động sản là ở những cái vùng đất nào? Thì xin thưa với quý vị là tới đây điểm chết thứ hai sẽ là đất dự án. Đất dự án là một trong những cái nơi mà chúng ta được biết rằng là giá đất nó rất là cân đối, rất là cân bằng. Bởi vì là một cái dự án nó có 1.000 lô thì chúng ta thấy được rằng là cái giá nó đã có niêm yết rồi, nó đã có từng cái vị trí, từng cái khu vực giá đất nó cũng đã được hiện hữu rồi, đúng không ạ? Nó chênh nhau không đáng kể, nó không có sự đột biến, không có sự tăng trưởng độc lập, đúng không ạ? Mà những cái đất ở dự án thì nó lên đồng loạt, nó xuống đồng loạt. Thì cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó chính là điểm chết thứ hai là sẽ vào đất dự án. Điểm cuối cùng để chết thì đó là đất kinh doanh. Mà tất cả cái điểm chết cuối cùng là cái điểm có thể được đánh giá là khó nhất. Cho nên là rất nhiều các đại gia, rất nhiều những người có tiền, người ta đầu tư rất là thông minh. Kể cả đất người ta vẫn cứ đầu tư. Bởi vì trên thực tế người ta đầu tư ở những cái vị trí đất kinh doanh, đất ở đường tỉnh lộ, đường quốc lộ, đúng không ạ? Đường trung tâm của thành phố. Đấy. Thì người ta đầu tư những cái lô đất như vậy thì cái giá trị của nó thường thường nó vẫn là giá trị thực. Cái giá trị thực ở đây mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là cái giá khi chúng ta không xây nhà mà đất thì chúng ta vẫn cứ lên. Và nếu như chúng ta xây nhà, chúng ta cho thuê thôi, người ta cũng sẽ thuê ngay. Hay là chúng ta xây cửa hàng, cửa hiệu thì cũng đều có cái thu nhập, đúng không ạ? Và cái điều đó mà chúng ta thấy được rằng là khi đất nó có đóng băng, đất nó có chững, đất nó có tụt xuống đi chăng nữa thì riêng những cái đất ở những cái vị trí đẹp ở đường quốc lộ, tỉnh lộ thì đất nó chỉ có giữ thôi, chứ nó cũng không có xuống. Khẳng định với quý vị là những cái đất nào xuống chẳng qua là những người không cầm trịch được, người ta bắt buộc người ta phải bán đi để người ta thu hồi vốn thì người ta sẽ phải giảm giá để bán cho nó nhanh thôi. Chứ còn những cái đất mà đã là đất kinh doanh, đất đẹp
Thì đến bây giờ chúng ta nhìn đi nhìn lại, sau bao nhiêu các cái cuộc đầu tư bất động sản hàng nhiều năm trước thì chúng ta vẫn thấy rằng là đất thị trường nó vẫn cứ lỏng, đúng không ạ? Chứ nó không có tụt, ít khi tụt lắm. Tôi cũng đã từng chứng kiến rất nhiều rồi. Thế thì chúng ta vừa nhìn nhận, chúng ta vừa đánh giá cũng như là xem xét về cái trọng điểm của đầu tư bất động sản, chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giữa cái sống và cái chết, thời gian vừa rồi là thời gian sống 2 năm liên tục như vậy, đúng không ạ? Và đến bây giờ là chu kỳ, người ta gọi là chu kỳ suy thoái và chu kỳ đóng băng. Cái chu kỳ suy thoái là một trong những cái chu kỳ mà những cái nhà đầu tư tận dụng về vốn, tận dụng về đòn bẩy thì sẽ chết trước, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tới đây cái chu kỳ phục hồi sau cái chu kỳ suy thoái, chu kỳ đóng băng này lại tiếp tục một chu kỳ phục hồi, và những người có tiền thật, những người có dòng tiền chân chính, những người có dòng tiền không phải đi vay mượn thì chúng ta lại là một cơ hội đầu tư cực tốt. Bởi vì tới đây nó sẽ ra nhiều, rất nhiều các cái lô đất đẹp và rất nhiều các cái lô đất giá hợp lý để chúng ta có thể tiếp tục đầu tư. Cho nên là chính vì cái việc đầu tư vào bất động sản này, thì không có một cái thời điểm nào là thời điểm chết, đúng không ạ? Chết của người này sống của người kia, đó là một cái bài bản rồi, một cái quy luật rồi. Còn quý vị thấy rằng là những người người ta có tiền, những người người ta đại gia, những người người ta không phải dùng đến đòn bẩy của ngân hàng thì người ta đầu tư bất động sản chưa bao giờ người ta thấy người ta thua, khó có thể thua được, đúng không ạ? Bởi vì cho dù là người ta mua vào những cái vị trí bong bóng đi chăng nữa nhưng người ta vẫn cứ lỏng ở đấy. Còn nếu như chúng ta không có tiền, chúng ta vay mượn, chúng ta bắt buộc phải bán tháo bán tống đi thì chúng ta phải bị lỗ rất là nhiều. Chúng ta không chờ đợi được, đúng không ạ? Để cho cái chu kỳ mới nó đẩy lên. Thế thì chúng ta đã nhìn thấy rất là thực tế trên thị trường và chúng ta sẽ nắm bắt được cái cơ hội đầu tư của năm 2022. Tôi cũng đã nói với quý vị rất nhiều là khi đi đầu tư bất động sản thì cái việc mà lao vào đám đông ấy, thì nó đã thường liên xuất hiện và thường liên xảy ra, bởi vì ông nọ giới thiệu ông kia lao vào như một con thiêu thân. Những cái lô đất ở trong quê ấy, không có cái giá trị gì nhiều cũng lao vào mua đến vài triệu mẹ. Thế tôi mới cũng nói chuyện là tôi đã bảo là những cái lô đất đấy trong thị trường hiện nay ấy, khi mà thị trường nó đẩy lên, người người cò đất, nhà nhà đi mua đất thì đất xấu đất đẹp đều bán được, đều có người mua, đúng không ạ? Bởi vì đất trong nông thôn khi mà người ta mua một cái lô đất 1.000 m, người ta cắt ra người ta bán 400-500 triệu một lô, thì những người tiết kiệm được 400-500 triệu ở ngân hàng, người ta thấy nghe ngóng thấy, người ta thấy là đầu tư lãi lắm, tốt lắm, người ta rút về người ta mua 400 triệu hay 500 triệu một lô đất trong quê. Nhưng người ta không hiểu được là cái lô đất đó là nó đang ở cái vị trí nào, nó có tiềm năng phát triển hay không. Mới đầu thì có thể là lãi, nhưng khi mà bắt đầu đóng băng lại, thị trường đất nó lên quá cao rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta thiệt hại rất là lớn. Trong cái năm 2021 tôi đã từng mua một cái mảnh đất mà người ta đã để đến cái năm 2021 là 12 năm. Ở ngay coi như thế là ở cổng trường Việt Đức ở sông Công. Cái mảnh đất đó người ta mua cách đây 12 năm trước là 560 triệu hay 570 triệu mà bán cho tôi sau 12 năm bán 700 triệu. Quý vị thấy có khủng khiếp không?
Cách đây 12 năm trước thì với cái giá tiền mà hơn 500 triệu là lớn lắm, nó quá to. Thế nhưng mà đến năm 2021 này người ta bán có gọi là 700. Mà tôi nói nhiều người còn không tin. Cái lý do là cái lúc người ta mua ấy, người ta nói chuyện là sau đó khoảng độ 2-3 tháng ấy, người ta lại đã lãi lên, người ta đã trả lên tới 800 rồi, nhưng người ta không bán. Thế là cứ để và đất nó cứ nằm im, xong nó tụt dốc. Đấy. Nó tụt dốc. Và đến cái lúc người ta bán thì bán chày bán chó, không bán nổi. Nói thật sự với quý vị là không thể bán được. Đến lúc cũng bán được thì chênh lên được một tí. Thế theo như cái giá trị 12 năm trước mà đến bây giờ với những số tiền như vậy thì quý vị thấy được rằng là nó rất là ghê gớm về thiệt hại, đúng không ạ? Thế thì đến bây giờ chúng ta cũng nhìn nhận lại, chúng ta cũng có thể thấy được rằng là với những cái lô đất hiện nay bây giờ chúng ta được gọi là bong bóng, bởi vì nó đẩy quá cao rồi, thị trường nó chưa thể cân bằng được với cái giá đất như vậy. Thế mà nếu như chúng ta không có một cái thị trường tốt, không có một cái khu vực phát triển tốt, thì sau 5 năm hay là sau 10 năm nữa, thị trường có đẩy được ngang hàng với nó hay không? Nếu như thị trường phát triển tốt, thì sau 2 năm hay sau 3 năm có thể đẩy được thị trường san phẳng với cái giá mốc, thì có thể còn rút ngắn được cái thời gian. Nếu như không đẩy được đến cái giá như vậy, thì sau 5 năm hay sau 10 năm, thì quý vị thấy cái đồng tiền của quý vị nó nằm chết ở một chỗ, thì chúng ta thấy được rằng là cái thiệt hại nó rất là lớn, đúng không ạ? Cho nên là trong cái việc đầu tư bất động sản, chúng tôi vẫn cứ nói với quý vị là hết sức cẩn thận, đừng có tham quá. Có những cái chúng ta tham thì chúng ta được, nhưng cũng có những cái chúng ta tham chúng ta chết. Bản thân chúng tôi cũng vậy, khi mà ra đầu tư bất động sản chúng tôi phải nghiên cứu khá là nhiều, tính toán khá là kỹ. Bởi vì khi bỏ một đồng tiền ra, chúng ta phải tính đến đường chết và tính đến đường sống. Một là chúng ta nhìn được cái mảnh đất A mà chúng ta muốn mua với cái giá tiền 20 triệu thì chúng ta phải cân bằng thị trường 20 triệu một mét, thì chúng ta phải suy nó ra nhiều điểm để chúng ta nhìn được điểm chết và nhìn được điểm thắng của nó. Nếu như thị trường có chết thì với 20 triệu một mét đấy nó có tụt dốc hay không, đúng không ạ? Còn nếu như thị trường không chết thì nó sẽ tăng trưởng lên bao nhiêu, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta cần phải tính toán, xem xét. Và cái điều đó là một trong những cái điều mà rất nhiều các nhà đầu tư người ta đã phải tính đến những cái nước như vậy để người ta tính cái độ an toàn. Cho nên là trong cái chu kỳ đầu tư của chúng tôi cũng đã định hướng từ năm 2021 và chúng tôi khóa lại cái năm 2021 là sang đến năm 2022 thì chúng tôi đầu tư toàn bộ vào những cái điểm không có sóng, không có ảo và cái giá rất là thực. Cho nên là những cái điểm mà chúng tôi đầu tư hiện nay bây giờ ấy, toàn bộ trên các cái trục đường quốc lộ, tỉnh lộ hay là các cái vùng khu công nghiệp đấy, thì cái giá của nó rất là mềm mại, rất là đẹp. Và những cái điểm đó là cái điểm mà chúng tôi không có lo đến cái việc mà nó bị ảo. Kể cả thị trường có đóng băng thì cái giá đất nó cũng chỉ chứng lại khó bán thôi, nhưng nó không thể tụt được, đúng không ạ? Cho nên là trong cái video mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, muốn nhấn mạnh với quý vị, chúng ta làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải có một cái kinh nghiệm, chúng ta cũng phải học hành bài bản để chúng ta đầu tư. Chúng ta không nắm được kiến thức thì chúng ta khó có thể đi được đường dài. Và những cái việc mà chúng ta đi đầu tư bất động sản theo cái kiểu là có tiền thì theo nhau đi, chúng ta không nắm được là chúng ta dễ bị xa lầy, đúng không ạ? Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị khi đã quan tâm theo dõi các cái video mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị để đem đến những cái tỉnh ngộ, những cái giá trị thực, những cái điểm mà quý vị có thể chưa nghĩ tới về việc đầu tư bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn, thành công khi mà đi đầu tư bất động sản.